Chào đón cả nhà, mình quay trở lại với kênh đồ sưu tầm bên em nha. Thì hôm nay thì bên kênh của em có về rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà trong video ngày hôm nay. Xem được thì đừng quên cho em xin một like, lượt đăng ký kênh nha. Cả nhà có đăng ký kênh hoặc là có like thì mai mốt lên sản phẩm tiếp theo cả nhà có thể xem được ha. Và sản phẩm số 1 đầu tiên là giới thiệu và giao lưu với cả nhà, mình có hai cái tượng rất là đáng sưu tầm nha. Một đó là tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ha, và hai là tượng của Trần Quốc Tuấn nha, hay gọi là Hưng Đạo Đại Vương ha. Chiều cao của mỗi tượng á, tượng Hưng Đạo Đại Vương thì cao có 31 cm, và tượng Bác thì cao có khoảng 30 cm, chất liệu vân đồng, bao cả nhà chuẩn đồng chuẩn đẹp luôn nha. Tổng trọng lượng của cái cặp này có tổng trọng lượng là 3,7 kg ha, và một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu nha, cho hai cái tượng rất là đáng lấy sưu tầm ngày hôm nay ha. Đây là sản phẩm số 1 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo là sản phẩm số 2. Số 2 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình hôm nay còn được một cái sản phẩm rất là độc lạ nha. Đó là một cái nanh heo rừng nha, của người dân tộc ha, và được bọc đồng. Cái này ở ngoài được mạ bạc rất là đẹp. Đây là cái nanh heo rừng nha, và chiều dài là cỡ khoảng là 17 cm, và chiều dài tổng thể là cỡ khoảng là 19 nha. Chất liệu thì cái này là nanh của con heo rừng ha, và được bọc lại cái này phong thủy rất là hay nha. Cái này mình có thể treo tường, hoặc là những người mà ta thích có đeo độc lạ thì ta cũng có thể đeo được ha. Rất là to nha. Cái này có giá giao lưu cả nhà 1,2 triệu cho mã số 2 ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 của ngày hôm nay là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình là còn được một cặp sư tử nha. Đó là một cặp sư tử chất liệu vân đồng rất là đẹp, tổng trọng lượng là khoảng 4,2 kg nha. Một cặp này có giá giao lưu cả nhà mình 2,4 triệu ha. Đây là một hai con sư tử. Chiều dài của mỗi con là rơi vào khoảng là cỡ khoảng là 28 cm, và chiều cao mỗi con 20 cm nha. Chất liệu vân đồng ha. Đây cả nhà cùng xem nha, rất là sắc nét từng chi tiết luôn nha. Không thể nào bỏ qua sản phẩm này được ha. Một cặp sư tử rất là đẹp. Đây là mã số 3 ngày hôm nay nha. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,4 triệu ha. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 ngày hôm nay còn được một cặp hổ hữu hữu tiền nha. Bao gồm có hai con rất là đẹp. Tổng trọng lượng của hai con này rơi vào khoảng là 6,4 kg nha, và chiều dài tổng thể rơi vào khoảng là 24 cm ha, và chiều cao là 21 cm nha. Chất liệu vân đồng ha. Đây là nguyên một cặp hổ nha. Hổ hữu tiền rất là đáng lấy sưu tầm, hai cái đáy nó có chuyện luôn nha. Và cặp hổ này có tổng trọng lượng là 6,5 kg, và cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,5 triệu nha. 2,5 triệu cho mã số 4 ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 hôm nay là một cặp ấm rất là đẹp và độc luôn nha. Gồm có hai cái nha, chất lượng đồng nha. Trên đây hình ảnh con cá ha, rất là độc lạ. Trên đây là ảnh hoa sen, có đáy có chuyện luôn nha. Và đây là một cái ấm hình trúc ha, rất là đẹp. Chất liệu vận động nha, bao cái nhà chuẩn đồng ha, rất là đáng lấy sưu tầm nha. Cặp này có tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg ha, và chiều cao của mỗi ấm là cơ vào khoảng là 10 cm, và bề ngang là có khoảng 13, và có giá giao lưu cả nhà cặp này là 1,4 triệu nha, cho một cặp ấm chất liệu vận động ha. Đây là mã số 5 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 6 thì còn được một tượng Bát Mã ha. Đây là 8 con ngựa đang sải trên quản lý Trường Thành nha, một những tác phẩm rất là đẹp, chất liệu vận động mã đáo thành công ha. 8 con ngựa nha. Đây là một cái quạt Bát Mã, phía sau là hẳn cái quạt nha, ở đáy có chuyện luôn, chất liệu vận động ha. Và có 8 con ngựa nha, đang sải trên vạn lý Trường Thành ha. Tác phẩm này có tổng trọng lượng là khoảng 4,4 kg, chiều cao là cỡ 20 cm, rồi chiều dài là cỡ khoảng là 29 cm ha, và có giá giao lưu cả nhà 2,000 đồng cho mã số 6 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 còn hai cắm rất là đẹp. Hai cắm mà 12 con nha, ủa hai cái dĩa chứ, hai cái dĩa 12 con giáp, chất liệu vân đồng chạm bạc nha. Trên đây có chạy 12 con giáp rất là đáng lấy sưu tầm ha. Đây có đầy đủ 12 con nha, đáy này có chuyện luôn, chất liệu vân đồng chạm bạc nha. Và đường kính của cái này có khoảng 10 cm, vào cặp dĩa như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 900.000 nha. 900.000 cho một cặp dĩa chất liệu vân đồng chạm bạc nha ha. Đây là mã số 7 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 8. Số 8 đó là một tác phẩm rất là đẹp ha. Đó là ảnh Quan Âm nha, Quan Âm tọa trên một con rồng rất là đáng lấy sưu tầm ha, chất liệu vân đồng nha. Đây là ảnh mẹ Quan Âm ha, đang đứng nè, ở dưới là ảnh con rồng rất là đẹp, ở đáy có chuyện luôn nha. Và tác phẩm Quan Âm tọa trên con rồng này á, có tổng trọng lượng khoảng 1,8 kg, và chiều cao tổng thể là rơi vào khoảng là 28 cm nha. Bề ngang là có khoảng là 10 cm, và có giá giao lưu cả nhà 1,4 triệu cho mã số 8 ngày hôm nay ha. Rồi mã số 9. Mã số 9 ngày hôm nay là còn được một cặp chim công rất là đẹp. Đây là bao gồm có hai con ha. Chim công thì người ta thường gọi là khổng tước nha, chất liệu vân đồng rất là đáng lấy sưu tầm nha. Này hôm nay có sưu tầm được một cặp, ở đáy có chuyện luôn. Cặp này thì cặp này có tổng trọng lượng là khoảng 1,7 kg nha, chiều cao tổng thể là rơi vào khoảng là 17 cm, rồi bề ngang là có khoảng là 16 ha.
chất liệu đồng, và cặp này có giá giao lưu cả nhà 1.600.000 nha, cho một cặp chim công chất liệu đồng ha, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ngày hôm nay nha. Đây là mã số 9 ha. Rồi số 10 ngày hôm nay đó là một cặp tỳ hưu nha. Thì tỳ hưu thì đây được xem là một trong những linh vật phong thủy rất là đáng để sưu tầm ha. Sau này thì người ta cũng hay dùng trang sức để làm hình ảnh những con tỳ hưu này nha. Cặp này rất là to, có tổng trọng lượng là khoảng 4,2 kg nha, và chiều dài tổng thể là có khoảng là 27 ha, và chiều cao tổng thể là có khoảng 16 cm nha. Chất liệu đồng tỳ hưu cánh nha, đây nó có một thêm cánh nha cả nhà mình cùng xem nha, rất là sắc nét nha. Đây một con trước ha, đáy nó có chuyện luôn nha, con này là con đực ha. Và một cặp này có giá giao lưu cả nhà mình 2.000.000 đồng cho mã số 10 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 11 hôm nay là một bộ binh khí bát bủa ha. Chất liệu bằng đồng nha. Một bộ này bao gồm 8 loại binh khí khác nhau nè. Đây này rất thích hợp mình để những bàn thờ gia tiên nha. Đây là một bộ binh khí bát bủa nhỏ ha. Hôm nay em có 2 bộ binh khí bát bủa đi giới thiệu cùng cả nhà nha. Bộ này nặng cỡ khoảng ký 2 ha, chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 34 cm. Rồi bề ngang là cỡ khoảng là 34 luôn nha. Bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.000.000 đồng nha, 1.000.000 đồng cho mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 ngày hôm nay là một bộ binh khí bát bủa to ha. Một bộ này phải để những bàn thờ lớn mới được nha cả nhà nha. Đây là một bộ to. Bộ này thì tổng trọng lượng là khoảng 3.8 kg nha. Bộ này cao là tới 64 cm, rất là to nha. Và bề ngang, cái hoành ngang là cỡ khoảng gần 70 cm nha. Đây cả nhà cùng xem ha. Đây là một bộ binh khí bát bủa chất lượng đồng nha, bao cả nhà chuẩn đồng luôn ha. Bao gồm 8 loại binh khí khác nhau nha. Cái này là bộ này để dành cho những bàn thờ lớn mới để được nha cả nhà ha. Bộ này có giá giao lưu cả nhà mình là 2.200.000 cho ngày hôm nay nha. Mã số 12 ha. Mã số 12 là một bộ binh khí bát bủa to nha, đã được vệ sinh chùi sáng bóng này rồi ha. Đây là mã số 12 nha. Rồi 13. 13 ngày hôm nay là còn được một cái mâm ngũ quả ha. Mâm ngũ quả chạm lông phụng rất là đẹp. Đây là một trong những sản phẩm rất là đáng để sưu tầm, mình có thể trưng bày sưu tầm hoặc là có thể biếu tặng nha. Mỗi bàn thờ gia tiên không thể nào thiếu một cái mâm ngũ quả như vậy nha. Đây cái đế là cái đế gời ha. Mặt trước có chạm hình ảnh rồng phụng rất đẹp, rất là dày. Chất liệu đồng, bao cả nhà chuẩn đồng nha, nhanh cùng xem ha. Và có tổng trọng lượng là khoảng 2.4 kg nha, đường kính là cỡ khoảng là 33, rồi chiều cao là cỡ khoảng là 12 ha. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.500.000 cho cái dĩa ngũ quả mã số 13 nha. Rồi 14 của ngày hôm nay thì có được một sản phẩm, hôm nay có sẵn được một sản phẩm rất là đẹp, đó là một cái gạt tàn chống đồng nha. Đây hình ảnh một con ếch ha, nó đang cầm hai cái dùi chống, cả nhà cùng xem nha. Đây một con ếch ha, chống đồng nha. Cái này gạt tàn mình để cái gạt tàn thuốc lên đây. Trên đây có hình ảnh quả tiết qua văn chống đồng ha, chất liệu đồng nha. Cái này nó rỗng ha, nên là nó nhẹ thôi, nó có khoảng là 300 g. Và cái này có giá giao lưu cả nhà mình là 750.000 nha. Và chiều cao là của cái chống đồng này có khoảng là 8 cm, và đường kính của cái mặt là có khoảng 10 cm nha. Rồi cái này có giá giao lưu với cả nhà mình 750.000 ha, cho gạt tàn chống đồng nha. Mã số 14 ngày hôm nay nha. 15 đó là một sản phẩm rất là đẹp ha. Đó là một cái cặp kèn kem mút nha. Kèn kem mút, kèn xe đạp, hoặc là người ta còn có một cái tên gọi là kèn tiếng heo ha. Bóp ra nó ra những cái tiếng rất là độc lạ nha. Kem mút hoặc là tiếng heo nha. Một cặp như thế này có tổng trọng lượng là khoảng 400 g, chiều cao là có khoảng 7-8 cm ha. Và cái cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình cặp kèn xe đạp, kèn kem mút xưa này là 600.000 trong cặp này ha. Mã số 15 ngày hôm nay nha. Rồi 16 đó một con cá kim long ha. Cá kim long chất liệu đồng được mạ vàng rất là đẹp, tổng trọng lượng là 3.2 kg cho tác phẩm này nha. Chiều dài là có khoảng là gần 38 cm, rồi chiều cao là có khoảng 19 cm ha, chất liệu đồng nha. Đây một con cá kim long chất liệu đồng rất là đẹp, cái này mình có thể trưng bày sưu tầm hoặc là biếu tặng nha. Kim long ha, đang nằm trên một cây gậy nhí ha, vượt biển nha, gậy hình ảnh gậy nhí rất là đẹp. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.800.000 cho mã số 16 ngày hôm nay nha. Rồi mã số 17 đó là một cái sông trầm tam hạc đạp long quy. Đây là một cái sông trầm rất là đáng để sưu tầm ngày hôm nay ha. Rồi chiều cao cái sông trầm này rơi vào khoảng là 20 nha. Rồi bề ngang của cái sông trầm này rơi vào khoảng là 14 cm, tổng trọng lượng là có khoảng là 1.2 kg nha. Đây là một cái đỉnh hoặc là cái sông trầm tam hạc đạp long quy rất là đẹp, có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.500.000 cho cái mã số 17 ngày hôm nay ha. Rồi tiếp theo mã số 18 hôm nay thì cũng có về được hai sản phẩm đặc biệt, thì cả nhà cùng xem nha. Đây là hai sản phẩm vừa sưu tầm được
trong ngày hôm nay ha, rất là độc lạ nha. Mỗi cái có đường kính là 8 cm, cái bên đây đường kính là khoảng 6 cm nha. Và tổng trọng lượng của cái này nó rơi vào khoảng là nửa ký và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,5 triệu một cây nha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha, mã số 18. Tiếp theo mã số 19, đó là một tác phẩm thuận bờm xuôi gió nha. Đây là một chiếc thuyền bờm chở đầy thuận bờ, một chiếc thuyền rồng ha, trên đây có hình ảnh cánh bờm nha, với một ý nghĩa là thuận bờm xuôi gió ha. Tác phẩm này chất liệu đồng, tổng trong chiều cao là khoảng 23 cm, rồi bề ngang của chiếc thuyền thuận bờm xuôi gió này có khoảng là 27 cm nha. Tổng trọng lượng là 3,2 kg và có giá giao lưu với cả nhà mình một chiếc thuyền thuận bờm xuôi gió này đó là 1,8 triệu cho mã số 19 ngày hôm nay nha. Rồi 20 đó là một cặp bình tứ linh long lân quy phụng nha. Đây là một những tác phẩm rất là đẹp, cặp bình này rất là to, tổng trọng lượng là khoảng 9,2 kg cho tác phẩm này nha. Đây là một tác phẩm đầy đủ hội tụ 4 linh vật trên đây ha, tứ linh nha, chiều cao là khoảng 38,5 nè, đường kính miệng là khoảng là 12-13 cm. Mặt trước là chạm hình ảnh long lân nha, đây là hình ảnh con rồng long lân ha, ở trên có chữ lộc, mặt sau là thể hiện quy phụng nha, tứ linh ha, đầy đủ 4 linh vật trên một cặp bình đồng vậy nha. Cặp này có giá giao lưu cả nhà là 4,2 triệu cho mã số 20 ngày hôm nay ha, tứ linh nha, long lân quy phụng. Đây là mã số 20. Rồi tiếp theo mã số 21 ngày hôm nay. Mã số 21 đó là một tác phẩm rất là đẹp nha. Đó là một cái cây bút trồng ha, thể hiện cho quyền lực sức mạnh nha, sự thăng tiến thành công trong công việc thì không thể nào bỏ qua cái cây bút trồng ha. Cây này để bàn làm việc thì thôi khỏi chê nha. Chất lượng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 6,2 kg nha. Và bề ngang là cỡ khoảng là 34 cm. Rồi chiều cao tổng thể là cỡ khoảng 26 nha. Trên đây là một cái cây bút rất là to nha. Cây bút có hình ảnh một con rồng ha, nhả ra một viên ngọc, nhất long nhã ngọc ha. Cây bút rất là to nha. Ở giờ còn cái đế có chạm hình ảnh long phụng rất là đẹp ha. Long phụng vườn châu nha. Ở đây có một cái quả châu ở đây. Tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,9 triệu cho mã số 21 ha. Rồi tiếp theo mã số 22. 22 đó là một tượng đạt ma nha. Đây là được xem là một những tác phẩm rất là đẹp, đó là ảnh đạt ma nha. Đạt ma đang đi đạt ma sư tổ ha, đang đi truyền đạo nha. Tổng trọng lượng là 9 kg cho tác phẩm này ha. Chiều cao là có khoảng 50 cm. Rồi bề ngang của tượng đạt ma rơi vào khoảng là 14 cm, chất liệu bằng đồng nha. Ông đang quẩy một cái cây gậy ha, bên cạnh có hồ lô và cầm theo một chiếc dép, sau là một cái nón ha. Đây là mặt sau của tác phẩm này ha. Tác phẩm này rất là đẹp nha, rất là dày dặn, rất là nặng, khuôn mặt của ngài rất là thần thái nha. Các anh em cùng xem khuôn mặt của ngài ha. Tác phẩm này có giá giao lưu cả nhà mình là 4,5 triệu nha, cho mã số 22. 22 ngày hôm nay ha. Rồi 23. 23 đó là một tượng rất là to. Đó là một cái tượng của Hưng Đạo Vương nha, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ha. Tượng này là nặng 5,2 kg và chiều cao này của tượng là rơi vào khoảng là 43 cm nha. Chất liệu bằng đồng. Đây là một tượng to nha. Bề ngang là cỡ khoảng là 16 cm và tượng to này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,6 triệu nha cho một cái tượng của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ha. Chất liệu bằng đồng nha. Rất là đáng để xem ngày hôm nay ha. Đây là mã số 23. Rồi thứ hai mã số 24. 24 ngày hôm nay là còn được một cái bát nhang ha. Mã số 24 là một cái bát nhang chất liệu đồng nha, bao gồm có hai cái đế. Bề ngang là có khoảng là 17 cm nha, và chiều cao là có khoảng 15, chất liệu đồng ha, bao gồm có hai khớp. Ở đây là một cái đế mình có thể để lên nha. Ở đây là cái đế dưới để mình để dựng lên ha. Tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,2 triệu cho mã số 25 ngày hôm nay nha. Và cuối cùng của ngày hôm nay đó là một bộ mã số 26. Chưa em còn được một tượng này nha. Đây là mã số 26. Mã số 26 là một tượng Phật Di Lặc ha, chất liệu bằng đồng nha. Tổng trọng lượng là 9,8 kg. Bề ngang là cỡ khoảng là 38 cm ha. Rồi chiều cao là 20 nha. Và tượng này có giá giao lưu cả nhà mình 3,8 triệu cho tượng Phật Di Lặc này ha. Chất liệu bằng đồng, đây là mã số 26 nha. Và cuối cùng của ngày hôm nay là mã số 27. 27 đó là một bộ lưu đào Nam Bộ ha. Đây là một bộ lưu đào Nam Bộ nha. Đây là một trong những bộ lưu rất là đáng để sưu tầm ha. Hình ảnh là hai bên là có hai quả đào ở trên hình ảnh con lân nha. Và tổng trọng lượng của bộ này rơi vào khoảng là 20 kg ha. Chiều cao là có khoảng gần 70 nha. Chiều cao của cái đỉnh này là 69 cm. Rồi hai cái chân đèn nó cao có khoảng là 52 nha. Và đường kính dĩa là có khoảng 26 cm.
Đây là một bộ lư đào Nam Bộ rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm. Hai bộ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 9,5 triệu nha, cho một bộ lư đào Nam Bộ ngày hôm nay ha. Rất là to, rất là nặng nha, nặng gần 20 kg. Đây cũng là mã số cuối cùng nha cả nhà mình ha. Cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ kênh bên em nha. Xem được thì đừng quên cho em xin một like, được đăng ký kênh ha, để mai mốt còn lên những sản phẩm tiếp theo để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại vào clip sau ha, với những sản phẩm độc và lạ hơn nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.